Âm nhạc mỹ hảo thuần chính từ thế giới Phật quốc vang vọng đến nhân gian, thiên âm tỏa sáng rực rỡ, gột rửa tạp niệm trong tâm, hy vọng năng lượng thuần tịnh tường hòa của chân thiện nhẫn thông qua âm nhạc đến từ thiên thượng sẽ đưa bạn trở về nơi quê nhà xưa của chốn tâm linh. Các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, chuyên mục Thiên âm tịnh nhạc số 67, đối hiện thể ước của bản thân. Trong chương trình này, chúng tôi chuẩn bị một số tiết mục để các đệ tử Đại Pháp khích lệ lẫn nhau. Các bạn đồng tu, chúng ta trải qua rất nhiều nguy hiểm để đến thế gian, lại được vinh diệu tín phụng Đại Pháp, cơ duyên vạn năm khó gặp. Thầy ước lập ra từ thời tiền sử, kỳ vọng được gặp Phật chủ đang chờ đợi chúng ta đối hiện hồng nguyện trong sự tinh tấn. Mở đầu chương trình của hôm nay, mời các bạn thưởng thức bài hát Chân tu thực tu dũng mãnh tinh tấn. Trong tu luyện chính pháp, sư phụ dặn dò chúng ta phải học pháp thật nhiều. Đồng thời, Ngài ban cho chúng ta pháp bảo lớn nhất
là hướng nội tìm. Chúng ta gánh trên vai sứ mệnh lịch sử, trợ sư chính pháp. Ngoài việc cứu độ chúng sinh ra, chúng ta càng phải tu tốt bản thân. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau bằng bài thơ Chính Niệm Chính Hành trong Hồng Ngâm 2 của sư phụ. Đại giác bất úy khổ, ý chí kim cương chú, sinh tử vô chấp trước, thản đảng chính pháp lộ. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Trợ sư chính pháp. Thank you.
thầm nguyện của đệ tử Đại Pháp là hy vọng sẽ lan tỏa sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp đến khắp nơi trên thế giới, khiến tất cả những người thiện lương đều cảm nhận được sự mỹ hảo của Đại Pháp, và hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới có thể hình thành chỉnh thể, phong vũ đồng thuyền, trợ sư hành, truyền rộng sự thật trên thế gian. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức bài hát Phong Vũ Đồng Thuyền. Trong tu luyện Đại Pháp, không có hình mẫu, chỉ có tinh tấn hơn, yêu cầu bản thân thật nghiêm khắc. Sư Tôn muốn hoàn cảnh tu luyện của chúng ta trở thành hoàn cảnh có thể đón nhận phê bình và hướng nội tìm. Đó là pháp bảo chân chính, giúp chúng ta đề cao trong tu luyện. Chúc toàn thể đệ tử Đại Pháp đi tốt từng bước, hoàn thành lời hứa từ xa xưa của chúng ta. Đến với tiết mục cuối cùng của hôm nay, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Đối Hiện Thệ Ước Của Bản Thân.
các bạn thính giả đang nghe chương trình phát thanh Minh Huệ thân mến. Hy vọng thiên âm thuần chính mỹ hảo có thể khiến con người tỉnh giấc trong cõi mê trần thế, giải thoát khỏi danh lợi tranh đấu, nỗi khổ mê man, tìm lại ký ức xa xưa thuộc về chính bạn, phản bổn quy chân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ ngày hôm nay. Thiên âm tịnh nhạc.